Chỉ cần sáu căn tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài đều là làm cho bạn sanh tâm hỷ nộ ai lạc, đều làm cho bạn sanh tâm tham sân si mạng. Tu hành trong hoàn cảnh như thế này mà có thể tu thành công, có thể giảng sanh thì vô cùng tuyệt vời. Lão sư Lý nói, thì không giảng pháp môn nào khác, những pháp môn khác thì đều không nói, vì quá khó đi. Thì chỉ nói về pháp môn niệm Phật. Một vạn người niệm Phật, thật sự lúc lâm chung giảng sanh, chỉ có một, hai người mà thôi. Một, hai phần vạn. Nghĩa là, một, hai người này làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh. Cũng chính là nói, tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Người như thế mới có thể giảng sanh. Vậy thì chính chúng ta phải tự hỏi, người khác khen ngợi ta, cung phụng ta, ta có sanh tâm vui mừng không? Người khác sỉ nhục ta, hà hiếp ta, phỉ báng ta, hãm hại ta, ta có sanh tâm oán hận không? Nếu như ta sanh tâm vui mừng, sanh tâm oán hận thì tâm của bạn đã bị ô nhiễm. Công phu thành mạng của bạn cũng đều bị phá vỡ ngay. Nói một cách khác, bạn không thể giảng sanh. Công phu tối thiểu nhất phải như như bất động, hoàn toàn không bị lay động. Thời gian trước đây, khi tôi rời Singapore, không phải là rời Đài Loan đến Singapore, tôi đã viết 6 câu trong sách Sống trong thế giới biết ơn. Dường như quyển sách này được in rất nhiều, tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu cũng đã từng đọc. Câu đầu tiên là cảm ơn người tổn hại ta. Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí ta, vượt qua được thử thách. Đối với người tổn hại ta, nếu ta oán hận sanh tâm trả thù, vậy thì hết công đức, thì phiền phức vô cùng. Tại sao vậy? Vì chắc chắn bạn phải rơi vào ba đường khổ, đời sau oan oan tương báo, trả thù lẫn nhau không bao giờ chấm dứt. Hai bên đều phải nhận lấy khổ đau. Khổ đau này không chỉ một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Hà tất phải như thế? Nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ, thành tựu đức hạnh chính mình cũng sẽ mang lại công đức cho họ. Vì sao vậy? Vì không có họ, đức hạnh của ta chưa trải qua thử thách. Họ đến để khảo nghiệm ta đó mà. Cần phải xem họ như là Phật hay Bồ Tát. Thành tựu một đời của thiện tài đồng tử, ngày tu như thế nào, chính là tu như thế đó. Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Họ dùng thái độ cực ác đối đãi chúng ta, giống như người thầy. Một người thầy nghiêm khắc, xem thấy bạn đều là không vừa lòng, luôn muốn đánh bạn, la mắng bạn, dạy dỗ bạn. Thầy giáo đấy. Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn đối đãi. Tâm trí của bạn mới có thể kiến lập. Cảm kích người lừa gạt ta. Bởi vì họ giúp tăng thêm kiến thức của ta. Trước đây, có một lần trên cầu treo của San Francisco, có một số bạn học Đài Loan mới đến nước Mỹ. Tôi đi chung với họ đến đó tham quan. Ở đó, ví tiền của tôi bị bọn ăn cắp, lấy mất. Một nhóm thanh niên bao vây chúng tôi. Họ là người nước ngoài,
Vừa nói vừa cười, tôi cũng không để ý lắm. Ba lô của tôi đeo ở sau lưng, ví tiền trong ba lô bị họ lấy mất. Tôi rất cảm ơn họ. Tuy rằng mất đi trên 1.000 đô la là tiền mặt, tôi rất cảm ơn họ. Tại sao phải cảm ơn? Vì lúc đó chúng tôi đang muốn đi du lịch Trung Quốc, nên sau khi họ ăn cắp lấy mất tiền của tôi đã thiết kế một cái túi lưng. Có thể nhiều người từng thấy cái này, thiết kế một cái túi đeo sát lưng. Tôi đã biết cách phòng hờ. Họ lấy mất của tôi ít, giúp tôi cảnh giác. Nếu như họ không lấy cắp tiền của tôi khi đến du lịch tại Trung Quốc, có thể tôi bị mất nhiều hơn. Nên tôi cảm ơn họ. Quý vị có cách suy nghĩ giống tôi không? Tuyệt đối không trách cứ họ. Chúng ta hai bên đều rất hoan hỷ. Việc này cũng giống như trả tiền học phí để học một bài học. Họ là thầy giáo của tôi, dạy cho tôi một bài học. Vì tôi khi du lịch ở ngoài cần nâng cao cảnh giác. Quý vị xem, thiện niệm và ác niệm thay đổi giữa một niệm mà thôi. Xem cách nghĩ của bạn thế nào. Bồ Tát và phàm phu chính là ngay trong cuộc sống hàng ngày, cũng do cách suy nghĩ khác nhau đối với người với việc. Bồ Tát đều nghĩ thiện, chúng ta cần phải học. Cảm ơn người đánh đập ta. Tại sao phải vậy? Họ tiêu nghiệp chướng thay ta. Đánh đập không nhất thiết phải dùng đòn roi để đánh bạn. Vậy thì thế nào vậy? Khi họ dùng nhiều cách hãm hại mình, làm cho mình có thể bị tổn thương. Khi ý niệm của chúng ta vừa thay đổi, ác liền biến ngay thành thiện. Việc này người học Phật không thể không học. Cảm kích người ruồng bỏ ta. Chúng ta bị ruồng bỏ. Khi tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, cũng có cảm giác bị ruồng bỏ. Bởi vì họ dạy cho ta cần phải nên tự lập. Cho nên đến sau cùng, chúng tôi di cư đến Úc Châu. Ở Úc Châu, tôi nói với mọi người, suốt đời tôi đều lang thang ở bên ngoài. Bây giờ thì cần phải bám rễ vào đất. Chúng ta bám rễ vào đất Úc Châu. Điều kiện tại Úc Châu cho phép. Đất đai, vật giá ở Úc đều rất rẻ. Rẻ hơn đây rất nhiều. Nhà ở cao cấp ở đây, một tầng chung cư cũng bán với giá trên 3 triệu, 3-4 triệu. Tại Úc, chúng tôi thành lập cả một đạo tràng Tịnh Tông học viện tại đó. Hoàn thành đạo tràng cũng chỉ tốn có 3 triệu đồng. Quý vị xem ở đó, đất đai của học viện có gần khoảng 300-400 mẫu Anh. Và rất nhiều vật kiến trúc, rất nhiều đồng tu cũng từng đến đó. Tại Singapore, giá này chỉ mua được một tầng mà thôi. Tôi ở tại vùng quê. Đất đai tôi có ở miền thôn quê là 28 mẫu Anh, rộng hơn cư sĩ Lâm đây vài chục lần. Có 2 ngôi nhà, 10 phòng ở, 4 đại sảnh. Giá tiền tổng cộng là bao nhiêu? Chỉ có 800 ngàn. Cho nên chúng tôi có thể bám rễ vào đất Úc Châu. Còn ở Singapore thì chúng tôi không đủ khả năng như thế. Bây giờ ở Singapore tất đất tất vàng. Nơi này chỉ dành cho quý nhân ở mà thôi. Quý nhân ở quý địa.
Cho nên dạy cho chúng ta cần phải biết tự lập. Khi còn trẻ, lang thang khắp nơi, lúc đó chưa có cảm xúc gì, lúc về già thì không thể được nữa.